danh ca Ngọc Sơn là một trong nhiều nghệ sĩ tham gia ghi hình mùa đầu tiên của chương trình Hành Trình Ước Mơ. Có mặt tại buổi họp báo vào tối ngày 17 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh, danh ca Ngọc Sơn hội ngộ cùng nhiều đồng nghiệp thân thiết. Anh cho biết rất mừng khi có thêm một chương trình nhân văn được sản xuất. Hành Trình Ước Mơ được dẫn dắt bởi MC Quyền Linh và sự đồng hành xuyên suốt của người kết nối là nhà sản xuất Nguyễn Huỳnh Như. Ở mỗi tập, chương trình sẽ có sự tham gia của một số người nổi tiếng để giúp kết nối các hoàn cảnh, chia sẻ mạnh hơn thông điệp yêu thương đến với cộng đồng. Trong chương trình này, Ngọc Sơn mượn vay nóng gần 30 triệu, đắp cho đủ 100 triệu. Trong tấm lòng có một cái tình cảm rất là sâu sắc, yêu thương cha mẹ, yêu thương bà con nghèo lắm. Cho nên có bao nhiêu là móc hết, mà khóc mà móc hết, đưa tặng, không biết giữ cho mình cái gì. Mà điều đó Ngọc Sơn cũng rất là hạnh phúc, mãn nguyện. Khi mà tham gia chương trình là chú tham gia với cái tinh thần là hết sức hết mình luôn. Chương trình chỉ có 3 vòng chơi là chú là chơi tới 4 vòng, 2, 5 bài. Và không biết là chương trình trả cách xe bao nhiêu, nhưng mà xuất tiền túi của mình ra là tặng cho nhân vật, hỗ trợ cho mọi người liên tục. Và con cảm ơn chú rất nhiều vì đã là đồng hành với chương trình Hành Trình Ước Mơ. Hành Trình Ước Mơ được thực hiện nhằm hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Trong chương trình, ngoài kể lại câu chuyện của các nhân vật, sẽ có phần trò chơi để người nổi tiếng và các nhân vật tương tác, chia sẻ cùng nhau. Mùa 1 của chương trình có 22 tập, được quay tại nhiều địa phương trên cả nước. Chương trình phát sóng thứ tư hàng tuần trên đài HTV9 và phát lại trên kênh YouTube Nguyễn Huỳnh Như và HTV Entertainment. Ngày 16 tháng 10 vừa qua, tập 1 đã lên sóng, thu hút hàng triệu lượt xem trên các nền tảng.